Ôi dồi ôi, đàn ông đàn ai mà buôn bán điêu toa, có 8 lạng thôi mà lại bảo là 1 cân à? Đây, chị nhìn xem có phải là 8 lạng không? Không lẽ bảo là em nói điêu? Ờ, đúng 8 lạng đấy. Ờ, đâu, làm sao mà có chuyện đó được? Vừa rồi là tôi cân đủ 1 cân cho cô rồi cơ mà. Hay là cân bị làm sao? Đưa tôi xem nào. Xem xét cái gì? Làm ăn buôn bán thì gian dối, ăn trên đồng tiền mồ hôi xương máu của người khác mà không biết nhục à? Thì cô cứ đưa cân cho tôi kiểm tra cái đã. Đưa đây. Ờ. Ờ. Thôi chết, tôi nhỡ tay làm rơi mất rồi. Cô bị làm sao đấy à? Và cô đã cố tình hỏng cân của tôi đúng không? Cô mau đền đi. Tôi không đền đấy, thì làm sao? Đây là tôi lỡ tay thôi. Làm ăn thì điêu lòi cả mắt ra. Tôi không cần biết nhá. Bây giờ cái gì ra cái đó. Cô làm hỏng đồ của người khác thì cô phải đền. Cô đền đi. Tôi không đền đấy, thì làm sao? Đây là tôi cũng đang làm phúc cho người ta thôi. Để anh như thế này á, anh buôn gian bán dối cho người khác, một vốn chín lời ấy, như thế này chẳng mấy chốc mà anh xây biệt thự. Cô đừng có nhét chữ ở mồm tôi nhá. Bây giờ cô thử đi cả cái chợ này cô hỏi xem, đã có một ai vì tôi bán điêu cho chưa mà cô nói như vậy? Biết đâu cân nó hỏng thì sao? Không phải ai cũng đủ con mắt tinh tường để có thể nhận ra cái trò mèo này của anh đâu. Hỏng cái gì mà hỏng? Mới cân cách đây 3 phút thôi mà đã hỏng rồi. Hỏng gì mà nhanh thế, anh có thấy vô lý không? Vậy nên tôi mới đang muốn kiểm tra lại, nhưng mà cô đã cố tình làm hỏng nó rồi. À, thế mà tại sao cô phải làm hỏng nó nhỉ? Hay là cô có vấn đề gì à, nên phải cố tình làm như thế? Ê, ăn bậy chứ đừng nói bậy nhá. Anh có thích cãi không? Rồi. Nào, cãi đi, cãi tiếp đi. Để ngày hôm nay nhá, tôi đăng lên mạng cho mọi người xem cái bản mặt của anh, xem anh có buôn bán gian dối được nữa không. Cô làm cái gì đấy, cất điện thoại đi. Tôi không cất đấy, thì làm sao? Này, không làm ăn gian dối gì thì làm sao mà phải sợ. Ngày hôm nay mà anh không free chỗ thịt này cho tôi nhá, thì tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy cái bản mặt của anh ấy. Cô cất đi. Tôi không cất. Mọi người ơi, mọi người vào đây mà xem này, bán 8 lạng thịt mà lại bảo là 1 cân đấy. Từ ngày mai mọi người đừng có mua ở đây nữa. Ôi dồi ôi, sao bán điêu thì điêu vừa nữa chứ, điêu tận 2 lạng này. Đàn ông đàn an, cứ tưởng là đàn bà con gái đã đành, sao lại làm như thế này nhỉ? Thanh niên trai tráng khỏe mạnh như thế. Thật đấy, thôi trả tiền cho người ta đi. Mà nhá, làm ăn ý phải uy tín đặt lên hàng đầu, chứ làm ăn như thế này ý, thì bỏ nghề sớm đi. Ok, không, không phải như vậy đâu mà. Cô là ai? Tôi có biết cô đâu. À, hóa ra là cô là người chỉnh cân của tôi xong đổ điêu cho tôi đúng không? Khổ luôn, cái loại người ác độc thật đấy. Chỉ vì có miếng thịt thôi mà cô dở cái trò này ra, còn làm hỏng cân của tôi nữa. Cô có biết không, tôi bán hàng cả ngày không đủ tiền mua cân này đâu. Cô bớt lo chuyện ba đồng đi, không phải là việc của cô đâu. Đã gian manh rồi lại còn giang hồ à? Cô cũng là lắm trò thật đấy. Nhìn cô cũng xinh gái, không ngờ lại dở mấy cái trò này ra. Chỉ vì có miếng thịt thôi không có tiền mua mà cô làm cái trò này à? Bây giờ cô ở lại đây trả tiền cho tôi và đền tiền từ cân cho tôi nữa, biết chưa? Mà không có tiền nói với tôi một tiếng đi, tôi từ thiện cho cô là được chứ gì. Mày câm mồm đi, mày là Phật sống này à? Tao trả, từ giờ ném mà tao ra nhớ chưa? Này khoan đã. Cô trả đủ tiền cho tôi một cái cân này và 1kg thịt rồi cô mới được đi. Này, một vừa hai phải thôi nhá. Cô nói chuyện buồn cười nhỉ. Rõ ràng là cô sai cơ mà. Bây giờ cô làm như của tôi sai vậy. Tôi không cần biết, cô đền tiền rồi cô mới được đi. Chồng tao là quản lý ở cái chợ đấy. Mày, tao chỉ cần ho một tiếng thôi là mày biến khỏi đây đấy. Tôi không quan tâm, cô đền tiền đi. Cái thằng này, mày lì thật sự đấy. Đúng là não ngắn mà, thanh niên sức giải phái rộng mà lại đi bán thịt lợn à? Bỏ ra. Này, quỳ xuống nhặt đi. Này, cô một vừa hai phải thôi nhá. Đã làm sai rồi, lại còn thái độ như thế á. May là anh này hiền ý, chứ cô mà gặp người khác thì cô như đòn từ lâu rồi. Liên quan đến mày à? Tôi cũng chẳng định chen vào đâu, nhưng mà cô quá đáng quá. Từ nãy đến giờ ấy, tôi đã quay video lại hết rồi. Nếu mà cô còn quá đáng tiếp, tôi sẽ đăng lên mạng để xem ai mới là người xấu hổ. Tao nhớ mặt mày rồi đấy nhá. Đúng là hết thuốc chữa. Thôi, ơi, không sao đâu, cô cứ để tôi. Để tôi giúp anh. Dù sao thì đây cũng là những đồng tiền chân chính mà anh kiếm được, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cảm ơn cô nhiều lắm. Hôm nay may mà nhờ có cô, không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả. Là chuyện nên làm thôi. Mẹ kiếp, chả có gì cả.
Toàn à, em về bao giờ đây chứ không báo cho anh trước. Em vừa về đến nhà luôn đấy. Anh làm gì đấy? À, chả, anh vào sắp xếp lại đồ đạc cho em đấy. Em cứ bừa bộn như ngày xưa thôi. Sao đâu, dù sao bây giờ em cũng lớn rồi mà, đâu còn như ngày xưa nữa. Anh cứ kệ em đi. Mà anh này, đây là tiện hôm nay bán thịt lợn được. Hôm nay người ta thấy em lạ, người ta không quen, người ta mua ít lắm, bán được ít. Không sao đâu, thế này cũng được rồi. Chứ nghỉ một buổi chợ là anh tiếc lắm ấy. À, vậy chắc là mai em không đi chợ giúp anh được rồi. Mai em bận. Ừ, thì em cứ làm việc của em đi. Anh chờ một chút nhé, em xuống nấu cơm. Ừ, nhanh nhá, anh đói rồi. Vâng. Khuyến mãi ạ. Là cô à? Là anh bán thịt này. Là tôi đây. Chúng ta có duyên với nhau thật đấy. Đúng thế. Anh cầm lấy giúp tôi một tờ nhá. Tôi quên mất. Cho tôi thêm vài tờ nữa đi. Ở nhà tôi là có mấy người đấy cơ. Tôi về tôi phát cho mọi người xem. Được. Đi vào đây. Ngồi đây nói chuyện trước đi. Cô đã ăn cơm chưa à? À không, tôi ăn xong rồi. Tôi thấy cơm còn nguyên đây, sao cô lại cất đi? Hay là ngại tôi à? Thế được rồi, tôi đi cho cô ăn thoải mái nhá. À không. Vậy thì tôi ăn đây. Này, cô ăn thế này có đủ no không đấy? Thoải mái. Tôi ăn thế này á, dư sức khỏe như voi ấy. Chiều nay ấy, đến 2 giờ tôi còn một ca làm bán thời gian nữa cơ mà. Cô bé chút xíu vậy mà làm nhiều việc vậy sao? Tôi cố gắng làm nhiều một chút, kiếm nhiều tiền một chút. À, này, hôm nay tôi kiếm được 800.000 rồi đấy. Thế này á thì tôi tha hồ mua quà cho em trai, lại còn dẫn nó đi ăn gà rán nữa. Tôi bảo này, tôi đang có việc bận một chút, tôi đi trước nhé, rồi lúc khác tôi gặp cô sau. Được, tôi rơi này. Gửi anh. Tôi cảm ơn. Cười nào, hi nào. Không, anh chẳng yêu em gì cả. Kìa, sao em lại nói như thế? Có chuyện gì là nó không hài lòng à? Thì em bảo anh mua cho em mỗi cái vòng cổ 20 triệu thôi. Mà xin hết lần này, lần khác anh chẳng mua gì cả. Không phải là anh không muốn mua cho em. Có điều là dạo này anh đang hơi kẹt tiền một tí. Anh nói điêu. Anh là tổng giám đốc của cả một công ty cơ mà, làm sao mà hết tiền được. Hay là anh lấy tiền nuôi con khác cho nên hết tiền rồi gì? Em nói anh ta anh tin cái gì đấy? Anh thề là anh chỉ có một mình em thôi. Anh mà có con khác nha, anh ra đường cả nhà anh xe tông chết. Nè, phủi cái mồm của anh đi. Thôi rồi, tháng sau nhớ mua cho em ấy nhá. Rồi anh hứa. Con gấu kia đẹp quá kìa, anh ra chụp ảnh cho em nhá. Anh đi vào đây, anh chụp ảnh cho em đi. Mời anh chị cầm ạ? Không cầm, ta chỉ chụp ảnh một tí thôi. À đây, tiền đây. Đây, tôi gửi cô. Nào, cười tươi nào. 2, 3. Có xinh không anh? Xinh lắm, người yêu anh lúc nào chả xinh. Hả? Ra chụp mấy tấm nữa đi. Bảo sao tao thấy mày quen. Mày là cái con mà hùa với thằng bán thịt lợn hôm trước để bắt nạt tao đúng không? Là sao em? Đứa nào dám bắt nạt em? Là con này đấy. Hôm trước nó bảo em bị điên là hết thuốc chữa này kia, xong nó hùa vào thằng bán thịt lợn để nó bắt nạt em đấy. Con này nó láo thế á? Đúng rồi, anh xử lý nó cho em đi. Cứ để anh. Này. Cô to gà lắm. Động vào ai không động, dám động vào người yêu tôi à? Xin lỗi cô ấy mau. Không, tôi có làm gì sai đâu, sao tôi phải xin lỗi? Xin lỗi, nhanh. Ôi, bỏ ra, đau quá. Ai bảo là mày bắt nạt tao? Biết đau thì phải xin lỗi người ta chứ. Xin lỗi. Sao không nói gì nữa đi, hôm trước còn mạnh miệng lắm cơ mà. Xin, không phải, xin, còn trước. Đây, hai người làm cái trò gì đấy hả? Cô có sao không? Cái thằng bán thịt lợn hôm trước này, anh. Cái thằng bán thịt lợn này hôm trước nó đánh em đấy, anh đánh nó đi. Anh, sao anh lại ở đây? Quen với cái thằng khố rách áo ôm này á? Em trai anh tuy là cùng cha cùng mẹ nhưng mà nó hơi kém cỏi một chút. Ôi, đây là em trai anh thật á? Sao cùng một cha một mẹ sinh ra mà một người thì trên trời, một người thì dưới bùn đấy, đúng
đúng là cái khóe móng chân của anh đấy. Đúng rồi đấy Toàn ạ. Em nên tìm một cái công việc khác mà làm đi, đừng có bán thịt lợn mãi như thế. Đường đường là em trai của một giám đốc mà đi bán thịt lợn, người ta nhìn vào không hay đâu. Anh, mình đi thôi. Ok. Này, anh để chúng nó đi dễ dàng như thế à? Thôi, dù sao nó cũng là em trai của anh, mình làm căng lên có được gì đâu. Thôi nhá, em không giận nữa, anh đưa đi shopping nhá. Thôi không giận nữa, không giận nữa. Cô không đau ở đâu chứ? Tôi không sao. Anh ta là anh trai của anh thật à? Ừ, là anh trai của tôi đấy, tôi xin lỗi cô nhá. Ồ, anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mà anh bảo là anh bận việc gì cơ mà, sao bây giờ lại quay lại đây vậy? Tôi có một chút việc nhưng mà xong rồi. À, vừa nãy tôi đi mua cơm thì mua một được tặng một đấy. Tôi thừa một suất, toàn không hết nên tôi cho cô này. Thật ra? Ừ. Uầy, trông ngon thế. Thôi thật đấy, bây giờ tôi mới biết là có vụ này luôn đấy. Này, anh ăn cùng luôn đi cho nóng. Cô cứ ăn đi. Uầy. Ngon thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn thịt á. Cô làm nhiều việc như vậy mà không đủ tiền để sinh hoạt sao? Làm sao mà đủ được. Lâu lắm ấy thì tôi mới nhận được một cái việc phát tờ rơi này thôi. Còn bình thường, việc bình thường ấy tôi phải cố gắng lắm mới đủ trang trải cuộc sống. Tôi còn phải nuôi em mình ăn học nữa. Anh không ăn à? À có, giờ tôi ăn đây. À tôi bảo này, cô có muốn để công ty của tôi làm việc không? Cũng tiện để tôi cảm ơn câu chuyện lần trước nữa. Cái gì? Anh có nguyên cả một công ty bán thịt lợn luôn á? À không, tôi có một công ty về bất động sản và đang cần vị trí sale. Thì hay là cô về đó làm sale luôn. Là sao? Sao tôi không hiểu gì vậy? Sao mọi chuyện lại tối vậy? Lần trước bán thịt lợn ấy là tôi bán hộ anh trai của tôi thôi. Anh trai tôi bị ốm. Nhưng cô thấy rồi đấy, anh trai tôi tuy hơi ngố một chút nhưng mà rất thích sĩ diện với bạn gái, cho nên mới nói như vậy đấy. Ờ, thì ra là thế. Cảm ơn anh vì đã nhận tôi vào làm nhá. Không có gì đâu, thôi cô ăn cơm đi. Không biết dùng thế nào à? Để tôi làm mẫu cho một lần nhá. Cảm ơn anh nhá. Loay hoay mãi mà không biết làm, may mà có anh giúp đỡ. Sao rồi? Công việc của cô đã ổn hơn chưa? Không ổn lắm. Tại vì tôi là nhân viên mới nên là nhiều thứ vẫn còn lóng ngóng lắm. Ừ. Tôi bảo này, từ ngày mai cô đi làm trợ lý cho tôi nhá. Hả? Sao cơ? Làm trợ lý ấy. Trợ lý của tôi nghỉ đột xuất quá mà tôi chưa tìm được ai cả. Còn tôi thấy cô làm việc ở đây cũng được một thời gian rồi. Tôi quan sát thấy cô là một người kỹ tính và gọn gàng. Tôi thấy là rất phù hợp làm trợ lý của tôi đấy. Nhưng mà tôi sợ tôi... Không sao đâu, làm việc gì chả cần phải có thời gian. Cô cứ làm rồi sẽ quen hết. Mà tôi nói trước nha, lương sẽ cao lắm đấy. Dạ vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ. Hôm nay nấu món anh thích đấy. Cảm ơn cô nhiều nha, ngon lắm. Giờ tôi mới biết là anh không ăn được cơm ở ngoài. Tôi cũng chả biết sao nữa, tôi cứ ăn vào là Tào Tháo đuổi tôi ngay. Thế mà lần trước á, còn bảo với tôi là mua một hộp cơm, được tặng một hộp cơm, đúng là bịp. Thôi, ăn cơm đi. Toàn ơi, Toàn ơi, cho anh tiền đi, anh đang cần gấp quá. Anh cần bao nhiêu? 30 triệu. Anh cần nhiều tiền như vậy làm gì thế? Anh cảm thấy trong người rất là khó chịu, anh muốn đi khám. Anh nói thật mà, anh khó chịu lắm, cho anh tiền nhanh. Anh xuống kế toán nhận đi. Anh cảm ơn nhé. Đây, anh cho ngoan sinh yêu của anh tiền mua vòng cổ Pandora nhá. Không thèm, anh không muốn cho thì thôi, đợi em xin mấy lần rồi mới cho. Anh cho em mà, cục cưng của anh lúc nào cũng là số 1 mà. Anh nói có thật không đây? Thật, anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Đúng là số 1. Khéo nị. Mà này nhá, sao anh giỏi giang bao nhiêu thì cái thằng em trai của anh nó bất tài vô dụng bấy nhiêu đấy, chẳng bằng một góc của anh gì cả. Anh cũng không hiểu sao hai anh em anh lại khác nhau như thế. Mà nhắc mới nhớ nhá,
em vẫn cay cú vụ cái giường lắm. Thôi bỏ đi em ạ, à, nó đã làm gì mình đâu. Anh bênh nó đấy à? À không không, ý của anh là đúng rồi, phải cho bọn nó một trận đúng không, phải cho thằng em anh một trận mới được. Em đã nghĩ sẵn ra kế hoạch rồi, bây giờ anh chỉ cần làm theo em thôi, đảm bảo là sẽ thành công. Chết tiệt thật đấy, như thế này là chắc chắn là có nội gián trong công ty rồi, chứ người ngoài làm sao mà nắm rõ được những cái chuyện nội bộ công ty như thế được. Em cũng nghĩ như vậy. Thế em đã nhắm được ai chưa? Em chưa. Em suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra có khả năng như vậy cả. Theo cái khả năng phán đoán của anh ấy, thích thì cái người này phải là một cái người rất thân cận với em, có thể nắm rõ được lịch trình cũng như là các cái hoạt động của em trong công ty thì mới làm được ra cái chuyện như thế. Ý anh là... Ý của anh là cái Dương trợ lý của em ấy. Em thử nghĩ mà xem, tự nhiên là nó chui từ dưới đất, nó chui lên xong nó ở bên cạnh em, nó thân thiết với em như thế, rất là đáng ngờ nhá. Chả có ai mà tự nhiên tốt với em như thế cả. Dương thì không phải đâu. Cô là một người chân chất thật thà, không bao giờ làm chuyện như vậy cả. Em dốt lắm, thế bây giờ nó lừa em mà nó lại để cho em biết nó là con người mưu mô xảo quyệt được à, đúng không? Nghe anh nói cũng hợp lý nhỉ. Thì là nó chứ còn ai nữa. Để em xem thế nào. Anh. Cô làm gì đấy? Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đang lau màn hình máy tính cho anh thôi. Bây giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép ra ngoài ạ. Cô Dương à, cô vào đây. Dạ. Chào anh. Anh Toàn bảo tôi mang hồ sơ đến cho anh ấy gấp. À, hay là cô Dương này, cô vào trong kia cô pha tôi cốc cà phê được không? Toàn nó ở trong phòng này, để tôi vào tôi gọi nó. À, dạ vâng, dạ được ạ. À. Anh chờ tôi chút ạ. Ok, cảm ơn cô. Toàn ơi! Mời anh uống cà phê ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhé. À, thế hai người cứ nói chuyện tự nhiên nhé. Anh đi vào phòng một tí việc. Cảm ơn cô. Thơm quá. Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch chứ? Vẫn ổn ạ. Tôi đã điều tra được khá nhiều rồi ạ. Toàn ơi! Toàn ơi! Em có thấy cái đồng hồ anh để trong phòng đâu không? Bây giờ anh tìm mãi mà không thấy đâu cả. Không, em không lấy, anh kiểm tra kỹ lại xem. Nhưng mà anh tìm kỹ lắm rồi, anh kiểm tra kỹ lắm rồi mà không thấy, thế bây giờ không em lấy thì ai lấy? Nhưng mà em không lấy của anh. Em không lấy à? Chứ vậy ai lấy nhỉ? Hay là cô lấy? Hả? Không, tôi đâu có lấy đâu. Chỉ có cô là người ngoài ở trong cái nhà thôi chứ. Bây giờ chỉ có cô lấy thôi nè. Để tôi kiểm tra cái túi của cô. Không được, tôi đã nói là tôi không lấy rồi mà. Cô Luyên Thuyền nha, đây tôi với em tôi không lấy, chỉ có cô lấy thôi, cô đưa tôi kiểm tra. Không được, tại sao tôi phải chứng minh việc trong khi tôi không ăn trộm chứ? Với cả tôi đâu có biết phòng anh ở đâu đâu, sao mà tôi lấy được? Cô đừng có mà có tật giật mình nhá, rõ ràng là cô đến đây rất nhiều lần rồi, cô đưa tôi kiểm tra. Cô đưa đây. Không được. Cô cứ đưa đây. À, tôi đã bảo là không được rồi mà. Thôi được rồi, anh kiểm tra đi. Không có đâu. Ôi trời ơi. Ôi dồi ôi. Đấy. Đây em xem đi. Đây có phải là thằng cha của công ty đối thủ không? Đấy em xem cô ta lừa dối em như thế nào, em tin tưởng cô ta như thế nào đi. Không thể nào như vậy được. Đây là ai? Tôi không biết. Tại sao ảnh lại có ở trong túi tôi chứ? Có gan làm mà không có gan nhận à? Đúng là hèn. Tôi không làm. Anh Toàn, thực sự em không làm như vậy. Em không biết đây là ai cả. Tôi nói thật với cô nhé, em trai tôi quá uổng công khi mà tin tưởng cô đến cái mức như thế đấy. Con ở đây làm cái gì nữa? Cút về đây. Anh ơi, cái thằng đấy nó ngu vãi. Tiền nó bán thịt lợn được bao nhiêu nhá, với lại nó moi móc của em trai nó bao nhiêu, nó cho em hết. Đúng là cái đồ ngu mà. Mà dạo này anh bí tiền à? Thế thì để em làm nũng với nó một tí, kiểu gì nó cũng thò ngay ra cho em mà. Thế nhá, tôi cúp máy đây. Con khốn này, cô dám lừa tôi à?
anh em giải thích đã. Không phải cho cô biết hậu quả của việc dám đưa thằng này nhá. Từ từ, nghe em giải thích đã. Sao đây? Có chuyện gì à? Công ty của em phá sản rồi. Vì mấy cái bài báo đó mà cục an toàn vệ sinh thực phẩm người ta đã vào cuộc rồi đình chỉ mọi hoạt động. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa cả. Bây giờ em đi kháng cáo lại đi. Chứ làm gì có chuyện người ta chưa điều tra cái gì đã vội kết luận như vậy. Tại sao anh biết không phải là thật? Tại sao anh không biết nó không phải là thật? Mấy cái này anh thừa biết. Bây giờ em đã mất hết rồi. Từ ngày mai anh nuôi em nhé. Không được. Biết chuyện này không làm nó xong. Không làm? Không làm cái gì? Thì cái gì? Em đã thuê người điều tra rồi. Và em biết anh là kẻ đã thuê nhà báo rồi viết những cái bài báo đó, rồi còn mua chuộc cả nhân viên của em để tuần mấy cái ảnh kia ra ngoài, đúng không? Anh không làm gì cả. Mà con Dương nó bảo em thế à? Em ấy không phải một thằng đầu đất, anh hiểu chưa? Anh nói đi, là ai sai anh làm? Dù cho có là anh em ruột đi chăng nữa, em cũng sẵn sàng cho anh đi tù đấy. Bây giờ em đã mất hết tất cả mọi thứ rồi, em không thiết tha điều gì ở đâu. Nói! Là Linh bảo anh làm. Linh bảo là anh làm xong rồi đổ hết tội cho Dương. Nhưng mà không ngờ lại khiến cho em bị như này. Cái gì? Tại sao cô ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Tại sao cô ta phải làm cái việc này? Anh không biết nữa. Linh bảo gì thì anh làm như thế. Này, sao cô lại đến đây? Anh Toàn, anh còn nhớ cô bé Lan năm xưa đã từng điên cuồng theo đuổi anh, nhưng mà bị anh phũ phàng từ chối không? Tôi không nhớ lắm. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì à? Là tôi này. Tôi chính là cô bé Lan năm đó. Sau chuyện đó, tôi cực kỳ căm hận anh. Anh chê tôi xấu xí á. Bây giờ tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Anh có hối hận không? Tôi nhớ năm đó là cô đã có người yêu rồi. Nhưng mà cô vẫn đang theo đuổi tôi. Vì vậy tôi mới từ chối cô. Chứ có phải là vì cô xấu xí đâu nhỉ? Tôi không cần biết. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Việc tiếp cận cái thằng ngu này cũng là trong kế hoạch của tôi. Chứ anh nghĩ làm sao một người như tôi lại đi yêu một cái thằng ngu ngốc như thế này chứ? Bây giờ công ty của anh cũng đã phá sản rồi. Xem anh lấy cái gì để lên mặt với tôi nhá. Tôi đã quay được hết tất cả rồi. Tốt lắm. Tiếc thật đấy. Cái kế hoạch của cô không thành công rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy cô bất thường. Cứ tưởng mình là gà, hóa ra lại là hạt thóc. Cô chuẩn bị mà ăn cơm nhà nước đi. Với cái loại người lòng dạ hẹp hòi và âm mưu thủ đoạn như cô thì tôi không gì để nói với cô cả đâu. Còn kia, tao có nợ nần gì mày mà hết lần này lần khác mày hại tao thế à? Con khốn này. Thì ra là từ trước đến nay cô luôn lừa tôi. Mày ngu thì mày chết thôi. Khốn này. Cô cà phê của anh này. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt thôi. Có lẽ sau chuyện này anh Huy sẽ cảnh giác hơn. Cô đấm bóp giùm tôi cái vai với. Tôi thấy mệt quá. Anh Huy xin lỗi tôi rồi. Tôi cũng biết là anh ấy không có ý gì xấu cả. Tất cả chỉ là vì yêu Linh quá cho nên anh ấy mới như thế thôi. Mặc dù biết là như vậy, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể bỏ qua cho anh ấy ngay được. Biết là đường rồi. Nhưng mà Dương này, em có thể đồng ý làm người yêu của tôi được không? Thật sự tôi đã có tình cảm với em từ lâu rồi. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh, đồng hành, tin tưởng anh. Không sao đâu. Em không cần phải đồng ý vội đâu. Em muốn cũng không sao đâu. Cái này em đừng tự ép mình nhé. Không, em đồng ý mà.